Người phụ nữ này vì chiến tranh đã chạy loạn từ Triều Tiên đến Hàn Quốc, cô kinh doanh một quán ăn nhỏ miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng vào một ngày nọ, một vị khách lại đề nghị với cô rằng, có thể cho anh thuê một phòng để anh ở qua đêm được không? Cô nghĩ mọi người buôn ba làm ăn bên ngoài đều không dễ dàng gì, cho nên liền đồng ý yêu cầu của anh. Cảm ơn cô rất nhiều. Sáng hôm sau, cô vốn định đánh thức người đàn ông dậy, thì lại phát hiện anh đã dọn dẹp phòng đàng hoàng rời đi rồi. Sau đó lúc cô chuẩn bị thu dọn bình nước mang cho anh hôm qua, mới phát hiện anh đã để lại số tiền mà cô phải bán hàng một ngày mới có thể kiếm được. Cho nên từ đó, cô liền chuyển từ quán ăn sang mở nhà nghỉ. Sau khi kinh doanh mấy chục năm, nhà nghỉ nhỏ năm xưa giờ đây đã trở thành một trong những chuỗi khách sạn nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Còn cô gái trẻ năm nào giờ đây cũng đã trở thành bà lão 90. Bây giờ việc quản lý kinh doanh khách sạn này, bà đã giao phó cho các cháu trong nhà xử lý rồi. Và cô gái có khuôn mặt giống bà hồi trẻ này, chính là tổng giám đốc của khách sạn hiện nay, cũng là Park Se-eun, cháu gái của bà. Bởi vì anh cả định bán sản nghiệp khách sạn một tay bà nội gầy dựng, hơn nữa quyền sở hữu cổ phiếu của anh cả nhiều hơn cô, cho nên cô luôn muốn thuyết phục anh hai giúp đỡ mình. Nhưng anh hai trước giờ không quan tâm việc làm ăn của khách sạn, cũng không muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh của hai anh em, cho nên anh hai đã chỉ cô một cách, đó là bảo cô tìm cách được các cổ đông nhỏ ủng hộ, như vậy sẽ có cơ hội thắng được anh cả. Sau khi trở về khách sạn, Se-eun bèn bảo thư ký đưa thông tin tổng hợp của các cổ đông nhỏ của khách sạn cho mình. Sau đó, khi cô liên hệ với một cổ đông nắm giữ 4% cổ phần trong số đó, lại được thông báo rằng vị cổ đông này đang ở trong phòng tổng thống của khách sạn. Biết được tin này, Se-eun lập tức không biết nên vui hay buồn. Bởi vì vị cổ đông này chính là người cô không muốn gặp nhất, đó là bạn trai cũ bị cô từ chối kết hôn. Nhưng vì để bảo vệ sản nghiệp khách sạn, Se-eun vẫn quyết định cắn răng đi gặp bạn trai cũ Jong Jae. Sau khi gặp mặt, Se-eun cũng không phí lời, trực tiếp hỏi Jong Jae cần bao nhiêu tiền mới đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho mình. Anh không thiếu tiền, anh chỉ yêu cầu một chuyện. Em biết đó là gì chứ? Se-eun đương nhiên biết mục đích của Jong Jae là muốn quay lại với mình. Nhưng Se-eun lúc đầu đã từ chối kết hôn, bây giờ sẽ không suy nghĩ lại mà quay lại với anh đâu. Cho dù anh uy hiếp cô, nếu cô không đồng ý thì anh sẽ bán cổ phần của mình cho anh cả cô. Cô cũng lựa chọn không thỏa hiệp với anh. Cô chỉ nói với anh rằng, anh không hề quan tâm đến khách sạn này cùng với lịch sử của nó. Căn bản anh không biết nó có ý nghĩa thế nào trong lòng em. Em sẽ bảo vệ khách sạn của em, còn về nguyên nhân, họ vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu. Cũng xuất phát từ nguyên nhân như vậy mà em tuyệt đối không gả cho anh. Sau khi Se-eun rời đi, trong đầu Jong Jae vẫn mãi không ngừng nhớ lại lời cô nói với mình. Anh quyết định đi tìm hiểu lịch sử của khách sạn này xem sao. Nhất định phải khiến Se-eun hồi tâm chuyển ý. Sau đó Jong Jae đi ra ngoài, lại vừa hay nhìn thấy Se-eun đang định tan làm ở sảnh khách sạn. Đồng thời còn nhìn thấy Se-eun lúc này đang ở cùng với một chàng trai khác vô cùng thân mật. Anh gọi em lại là vì hai người có vẻ rất thân mật. Se-eun cảm thấy cạn lời với lời chất vấn và sự xuất hiện của Jong Jae. Có điều lúc này chàng trai bên cạnh lại đi tới hỏi Jong Jae, thế thì làm sao ạ? Tôi là người sẽ cùng cô Se-eun đây kết hôn. Sao cơ? Có vẻ anh và người phụ nữ tôi muốn cưới rất thân mật, anh là ai? Chị gái giàu có dẫn em trai đi dạo khách sạn một vòng, thì lại bị bạn trai cũ từng bị cô từ chối kết hôn bắt gặp. Bạn trai cũ nhìn thấy cô ở cùng với một chàng trai lạ, liền lập tức nổi máu ghen. Có điều sau khi biết đó là em trai vừa được tìm về của Se-eun, Jong Jae lại lập tức thay đổi thái độ 180 độ. Anh sẽ chăm sóc cậu như em trai ruột, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện đi. Bé Jong Jae, sao thế? Em trai Jae-hyun cũng có vẻ biết nhìn lắm đấy. Nhìn ra được Se-eun không hề thích Jong Jae, cho nên không hề để tâm đến Jong Jae, mà trực tiếp kéo tay Se-eun quay lưng đi khỏi đó. Anh còn chưa từng nhìn thấy em như vậy. Có điều Se-eun không biết rằng, cậu em trai đang kéo tay cô thật ra là một diễn viên đóng giả của đoàn kịch nói, được trợ lý cận tín của bà nội tìm về đây. Mục đích chính là để bà nội bị ung thư sắp sửa qua đời, có thể được gặp lại cháu trai từng ở Triều Tiên trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thấy cháu trai trở về, bà nội rất vui mừng, cũng dặn dò Se-eun nhất định phải chăm sóc tốt cậu em trai này. Cho nên gần đây Se-eun hễ có thời gian rảnh, đều sẽ dẫn Jae-hyun đi dạo phố chơi khắp nơi. Tối đó, Se-eun đi vào phòng Jae-hyun, mang cho Jae-hyun và vợ anh hai bộ đồ, bởi vì ngày mai cô định dẫn hai người cùng đi đánh gôn. Đợi sau khi Se-eun rời khỏi phòng, Jae-hyun lại bắt đầu đau cả đầu. Bởi vì gôn là môn thể thao sở trường của anh rất sợ ngày mai không cẩn thận sẽ bị bại lộ thân phận. Có điều lúc này, vợ anh lại cho anh một sáng kiến, chính là cầm gậy bằng tay không thuận. Như vậy chẳng phải sẽ từ biết đánh thành không biết rồi sao? Ngày hôm sau, hai người cùng theo Se-eun và cả anh hai đi tới phòng tập chơi gôn. Jae-hyun dùng cách mà vợ chỉ, nhưng lúc này Se-eun lại nhìn thấy không đúng. Cô lập tức đi tới trực tiếp dạy Jae-hyun tư thế đúng, sau đó dùng ngón cái nắm chặt. Sau khi trở về nhà, anh hai bị anh cả gọi vào phòng. Anh cả hỏi anh hai suy nghĩ thế nào về cậu em quay về nhận người thân này. Anh hai không hiểu tại sao anh cả lại hỏi mình như vậy, cho nên anh cả đã nói ra suy nghĩ của mình trước. Anh cho rằng Jae-hyun quay về vào cái giai đoạn này có phần quá trùng hợp đấy. Vậy ý của anh là, cậu em họ Jae-hyun của chúng ta có khả năng là một tên lừa đảo à?
anh xem phim nhiều quá rồi đấy. Mặc dù miệng thì phản bác anh cả như vậy, nhưng trong lòng anh hai cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Cho nên đến đêm khuya, anh hai đã hẹn Jae Hyun ra một quán bar. Đầu tiên là tán dóc với Jae Hyun để kéo gần khoảng cách, rồi đề nghị muốn lấy tóc Jae Hyun đi đối chiếu DNA. Vừa nói vừa giơ tay ra, chuẩn bị bứt một sợi tóc của Jae Hyun, nhưng Jae Hyun lại lập tức nhảy ra tránh. Anh lớn tiếng chất vấn anh hai sao có thể đối xử như vậy với mình, sau đó liền quay đi định về nhà. Anh hai đương nhiên lập tức đi tới ngăn Jae Hyun lại. Có điều lúc này lại có một mỹ nữ gọi anh hai đứng lại. Sau khi mỹ nữ đi tới gần hai người, liền thẳng tay cho anh hai một bạt tai. Sau đó khi cô còn định nuôi anh hai đi xả giận, Jae Hyun lập tức đi tới tách hai người ra. Tuy nhiên cô gái lại giận cá chém thớt, thấy Jae Hyun lại dám ngăn cản mình, cho nên bèn nắm tóc Jae Hyun bắt đầu chút giận lên anh. Anh hai thấy thế vốn định lặng lẽ chuồn đi, ai ngờ lúc đi ngang qua cô cũng bị cô phát hiện, nắm tóc kéo lại. Đợi đã, cô buông tay ra đi, thả tôi ra, có gì từ từ nói chuyện. Ngày hôm sau, Jae Hyun kể lại chuyện xảy ra tối qua cho trợ lý của bà nội biết. Trợ lý mừng thầm may mà có người xuất hiện cắt ngang họ, nếu không thật sự bị anh hai lấy được tóc đi xét nghiệm DNA, vậy thì sẽ lập tức bị lật tẩy mất thôi. Nhưng câu nói tiếp theo của Jae Hyun lại khiến trợ lý suýt chút sợ đến ngất xỉu. Jae Hyun lại nói với ông rằng mình đã đưa tóc cho anh hai đi xét nghiệm rồi, có điều lúc cô gái đó đang phát điên, Jae Hyun đã nhân cơ hội nhổ tóc của anh hai, sau đó đưa sợi tóc đó cho anh ta. Và ở bên này, anh hai sau khi trở về nhà liền đưa sợi tóc mà Jae Hyun đưa cho mình đưa cho anh cả. Anh cả cũng lập tức cầm đi làm đối chiếu DNA xong. Xem ra cậu ta thật sự là cháu trai của bà rồi.